Em bắp, đây là nhân vật đang rất hot. Em có biết đây là ai không? Googie. Đúng rồi, Googie. Nhưng đây không phải một tờ giấy đơn giản đâu. Đây là một đồ chơi đấy. Tờ giấy mà có phải đồ chơi đâu. Như thế này thì là Googie bình thường. Nhưng mà khi kéo ra là các bạn nhìn rất là sợ luôn đúng không các bạn? Wow. Ngoài đồ chơi bằng giấy này, anh còn rất nhiều đồ chơi bằng giấy khác cũng đẹp không kém, điển hình như đồ chơi này này. Em bác ơi, đây là một Googie này các bạn ơi. Đáng sợ không? Chuẩn bị chuyển nhá. Thành hình một cô gái này, cô gái này rất đáng yêu luôn. Nhưng mà lại chuyển tiếp này, một con mèo lưỡi dài. Tiếp theo này, thành hình một cookie màu hồng này các bạn. Rất nhiều hình luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một đồ chơi cũng hấp dẫn không kém em bắp ơi. Đây này các bạn ơi, há mồm. Wow. Con này há mồm luôn. Đào, há mồm cái mồm mãi to hơn. Cắn tay. Thử cho cắn chân mình xem đau không các bạn nhá. Đau lắm các bạn ơi. Đây là một cái cánh cửa bình thường đúng không các bạn? Nhưng mà sao ở đây lại có bàn tay của ai ba ngón? Cầm một cánh cửa thế này, bàn tay nào mà chỉ có ba ngón, bàn tay mình năm ngón cơ mà. Để xem đằng sau là ai các bạn nhá. Các bạn ơi, Googie đang trốn tìm ở đây các bạn ơi. Đang đứng ở đây để tìm người à các bạn. Wow, đây là một bức tranh rất là ảo diệu luôn đúng không các bạn ơi? Nhìn này, bức tranh 3D này đấy. Đóng cửa, mở. Đứng như này là Googie đang đứng ở đằng sau đúng không các bạn? Các bạn ơi các bạn, Kia Trang đang tập thể dục kìa. Chúng mình đã xem Kia Trang tập thể dục nhá. Hôm nay lạnh lắm anh ạ. Thế đây đây, em đội có cái mũ đây này, em che vào mũi cho nó đỡ bị rát mũi. Anh với em bắp đang chơi rất nhiều đồ chơi bằng giấy. Cookie này hai trăm ơi. Ui, anh ơi, em cũng thích nhân vật này luôn này ạ. Em vừa thích nhân vật này mà em cũng vừa sợ nhân vật này luôn này anh ơi. Hay là bây giờ em tổ chức cuộc thi vẽ đi. Anh mới lại em bắp tham gia. Ai mà thắng thì sẽ giành được giải thưởng là hộp quà siêu to khổng lồ từ em. Em bắp chơi không? Cá. Thế thì bây giờ anh em mình chơi luôn đi. Bây giờ anh với em bắp sẽ thi vẽ gì vậy hả Sam? Anh với bắp sẽ thi vẽ nhân vật Hoggy Quoggy. Trong vòng 15 phút ai mà vẽ giống nhất thì sẽ là người chiến thắng. Đơn giản, kèo này chắc chắn là anh thắng rồi. Nhưng mà em bắt đâu rồi? Em bắt đâu rồi Hải Tam ơi? Ui, ở đây có một con khủng long này. Dễ thương như này các bạn ơi. Ui, con khủng long này. Con khủng long này giả vờ ngủ. Tùng tìm cười. Dậy đi khủng long ơi. Dậy đi thi vẽ khủng long ơi. Không dậy à? Ở đây có một cái đuôi này các bạn ơi. Cái đuôi. Dậy đi khủng long ơi. Khủng long này ngủ kinh không ơi. Đợi đi để anh em mình thi vẽ bác ơi. Khủng long mệt quá, khủng long ơi. Thôi bây giờ nghỉ một tí rồi anh em mình thi vẽ nhá. Vâng. Đây là dụng cụ để mình thi vẽ với em bắp nha các bạn nhá. Còn em bắp có gì chưa? Ui, em bắp, em đi thi vẽ không mang bút, em mang cái này để làm gì? Ui, đây là cái bút luôn à? Ai đẳng cấp ơi, được rồi. Còn gì nữa không hả em bắp? Có. Cái gì đây hả em bắp? Đây là một cái khoai tây chiên các bạn ơi. Nhưng mà đây là một cái bút nhiều ngòi. Rồi, còn nữa không? Ui, lại còn cả cái này nữa. Em bắt toàn đồ độc lạ cho các bạn à. Cái này là cái gì? Máy tính à các bạn? Đi thi vẽ, mang cả máy tính à. Ui, còn có cả một con rối để chắc là để giải trí lúc vẽ đúng không em bắt? Ui, đi thi vẽ nhưng mà mang toàn những đồ gọi là độc lạ thôi. Không liên quan gì đến vẽ các bạn ạ. Đây là cái bút. Cái bút này vừa có thể vẽ vừa có thể làm cái vật bóng bàn luôn đúng không? Anh. What? Thôi, không
chơi nữa thì vẽ rồi em. Wow. Cookie, mặt trái tim các bạn ạ. Nên mình sẽ vẽ mặt trái tim nhá. Mặt trái tim. Em bắp, em vẽ gì vậy? Em vẽ cầu lông. Cầu lông á? Anh em mình đang thi vẽ Hookie Cookie mà, sao em lại vẽ cầu lông? Em quên mất, Các bạn ơi, chỉ còn 7 phút nữa thôi là cuộc thi kết thúc rồi. Bây giờ hai đối thủ của chúng ta đến giai đoạn nào rồi đây? Uầy, anh đối đỏ với lại em bắt đầu đến giai đoạn là đang tô màu rồi các bạn ơi. Anh tô màu gần xong rồi Hà Tam ơi. Wow, dồi ôi, anh ơi, anh mới tô được cái tay thì bảo là bao giờ gần xong nữa. Còn em bắt đang tô màu là cánh tay luôn này các bạn ơi. Wow, em bắt tô màu thì khá là đẹp nè. Wow, cố lên, cố lên. Sắp hết giờ rồi nha, bây giờ chỉ còn có 6 phút nữa thôi. Của mình đằng sau thế này. Mình vẽ xong rồi mình làm hộp sữa cun đây các bạn ơi. Sô cô la lúa mạch. Thơm ngon quá, em bắp vẽ nhanh lên mà uống. Anh Cố Đỏ, thời tiết miền Bắc đang rất là lạnh như thế này mà anh biết gì không? Sữa túi cun siêu phẩm sô cô la lúa mạch có thể hâm nóng trong lò vi sóng đấy. Anh chỉ việc xé miệng túi này, bỏ ống hút này và đặt túi sữa thẳng đứng ở trong lò vi sóng với nhiệt độ trung bình trong vòng 30 giây là sẽ có một thức uống ấm nóng và thơm ngon bổ dưỡng đấy. Anh thấy uống bình thường đã thơm ngon lắm rồi, hôm nào anh phải uống nóng mới được, chắc là ngon lắm đây. Nhưng mà em bắt và các bạn nhỏ ở nhà tuyệt đối không được tự ý sử dụng lò vi sóng khi chưa được người lớn cho phép nha, rất là nguy hiểm đấy. Cùng cun xanh quà Tết kết yêu thương. Wow, đây là thùng sữa cun thiết kế Tết đúng không em Bắp? Lại có cả quai sách này, xịn sò ghê, Anh Cấu Đỏ ơi, em Bắp ơi, cùng cun săn quà Tết kết yêu thương là chương trình khuyến mãi Tết của cun đấy, diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Trong mỗi thùng Tết cun túi, cun chai và lip bắp thì sẽ có một phong bao lì xì với mệnh giá 5k này, hoặc là 10k, hoặc là 50k, hoặc là một thẻ trúng thưởng đây. Đây là em Bắp ơi, rất nhiều bao lì xì cun luôn này em Bắp ơi. Giờ anh đang uống sữa cun để hy vọng săn được thẻ trúng thưởng thôi. Nếu mà được giải trung túc ấy, sẽ trúng ngay một tủ lạnh Aqua, giải niềm vui được một phao hồ bơi vào mù và giải sức khỏe được một đôi giày thể thao cun đấy. Chưa hết đâu anh Cố Đỏ ơi, còn giải như ý nữa mà. Trúng một thẻ quyền năng như ý, tha hồ đổi quà tại website đổiquacun.com. Thích quà gì đổi quà đó luôn. Hà Tam ơi, chấm điểm cho em đi. Ừ đúng rồi, bọn anh vẽ xong rồi, bây giờ Hà Tam chấm điểm cho bọn anh đi. Wow, đẹp không này các bạn ơi? Wow, Hookie Wookie, quá là đẹp luôn nè. Bài này là của em Bắp làm nha các bạn nha. Nè, từ cái mồm này, eo ơi, môi thì đỏ chét luôn nè. Rồi cái mồm, cái nơ hình như là hơi khác màu một tí các bạn ơi. Màu kia là màu hơi xanh dương, mà màu này nó hơi ngà ngà vàng nè. Chắc là kiểu như là lâu ngày không giặt đấy các bạn. Rồi, con người nè, wow, bụng thì béo nè. So với lại cái bản gốc này thì khá là giống nhau này các bạn ơi. Giống nhau gọi là 19.5-10 nhá. Thôi, bài của em Bắp này quá tuyệt vời. Mình sẽ cho em Bắp 10 điểm. Còn đây là bài của anh, chấm điểm cho anh đi. Ôi anh ơi. Bên kia. À đây. Anh ơi, sao cái con Hookie Wookie này mà nó lùn đấy anh? Thì anh vẽ giống ở trong điện thoại mà. Trong điện thoại này nó cao hơn một tí. Ui dồi ôi, mà anh ơi, cái răng này là răng bị sún à? Răng này là răng bị sún này, hoặc là ăn bánh là không đánh răng này. Yêu ơi, má em mắt gì mà nó đen xì thế này, nó vẫn còn có một cái kiểu như là lòng trắng thế này cơ mà. Anh ơi, mắt anh có vấn đề anh ạ. Cái nơ của nó không phải màu hồng đâu, nó là nơ màu khác. Tại vì anh thấy cái nơ này trùng với màu áo quá, nên anh vẽ màu hồng cho khác hẳn đi, cho đẹp đấy mà. Thế là anh vẽ sai rồi. Đây nữa nè các bạn ơi, quần thì ống to ống bé các bạn ạ. Cái kiểu quần này là quần tụt nè, cái dáng này là dáng quần tụt nè. Thôi anh ơi, bài của anh ấy chỉ có 6 điểm mà thôi. Anh thua lều đây, anh thua lều đây. Mình vẽ đẹp như thế mà Hà Tam chấm cho mình có 6 điểm thôi các bạn ạ. Vậy là phòng thi đầu tiên em Bắp thắng nha các bạn nha. Hà Tam ơi, chúng mình thi vòng 2 đi. Vòng 2, hai anh em sẽ thi vẽ chóp chóp. Wow. Chóp chóp đơn giản.
chỉ đây các bạn ơi. Ấy giả lại cần đội nón để vẽ đó. Đấy. Màu hồng đâu nhỉ? Màu hồng đâu rồi? Em Bắp ơi, màu hồng đâu rồi? Anh ơi à, đưa đây này. Đây chính là nhân vật chóp chóp của em Bắp. Wow. Cho chị này. Wow. Ôi lộ mình cái này này các bạn ơi. Chưa thấy là không bằng được em Bắp nha. Này. Các bạn ơi, đây chính là nhân vật chóp chóp của em Bắp này. Và đây chính là bản vẽ gốc các bạn nha. Rồi đi ra đi. Đây nè, các bạn nhìn so sánh hai bản này xem. Wow, hình vẽ thì rất là... hình vẽ thì rất là giống đúng không? Rồi, ok và mình... Ui, nhưng mà các bạn ơi, hình như là màu thì hơi sai sai thì các bạn ơi. Một bên là màu kiểu như hơi xanh dương, còn một bên màu này là màu xanh lá cây các bạn nhá. Tuy nhiên ấy, thì trong cái bảng màu ấy của em Bắp thì hình như là không có cái màu này thì phải. Thế nên tone này là nó không giống các bạn ơi. Rồi, thế thì mình sẽ chấm cho bước này toàn diện đấy, đẹp đấy các bạn ơi. 8 điểm đi, mình sẽ chấm cho bài này 8 điểm các bạn nhá. Rồi, chấm bài chấm chấm của anh đi Hà Tham ơi. Đây này, của anh siêu đẹp luôn. Anh ơi, đây là nhân vật chớp chớp hả anh ơi? Đúng rồi, bản vẽ y như bản chính luôn. Em mở điện thoại lên mà xem. Đây, anh nhìn cái bản này mà anh bảo là giống hệt cái bản này á. Em xem nha, không thiếu một chi tiết nào luôn. Đồng hồ có đồng hồ, quần áo, giày, có dép, có mặt, có mũi. Không thiếu một thứ gì luôn, giống y chí đúc luôn. Đúng rồi, nhưng một bên nó là hàng chuẩn anh ạ. À. Còn một bên này là hàng nhái anh ạ. Đây nha các bạn ơi, các bạn nhìn vào xem. Màu là sai rồi nhá, màu là sai nè. Cái mũ thì gọi là hơi giống giống nè. Cái áo thì màu nó vẫn khác anh ạ. À. Vậy là vẫn khác tí. Rồi ok. Và mình để ý rằng là cái này là cái gì anh? Cái này là cái chân gà. Đây là cái tay mà. Cái tay gì mà nó mập ú. Mà nhìn cái ngón tay nhìn trông như tưởng là cái đùi gà các bạn ơi. Rồi. Môi của chớp chớp này các bạn ơi. Phải gọi đây không phải gọi chớp chớp, ở đây gọi là chết chết các bạn ạ. Môi đỏ chết. Rồi lại còn môi dày nữa chứ. Anh thấy môi này chỉ như màu đen nên anh tô màu đỏ mà môi phải đỏ mới đẹp chứ đúng không? Nhưng mà anh ơi, đỏ quá. Con trai anh ạ, chớp chớp là con trai. Mà trong khi đấy này, ui dồi, tóc này tóc màu rêu luôn này. Ui ôi, mặt này bị vàng da hả anh? Bị vàng da hả anh? Chớp chớp có bị vàng da đâu hả anh? Đây là cam da, các bạn là cam da nhá. Rồi, cái này là bầu à? Bầu à? Bông bầu à? Áo. Em tưởng đây là bầu. Cái gì đây? Cái que gì đây? À, em không nhìn bản gốc à? Bản gốc có chân đây mà, nhìn thấy chưa? Cái chân người ta cân đối là cân đối từ trên xuống dưới. Anh vẽ người thì to mà cái chân này em tưởng là cái cặn gì cơ anh ạ? À? Thôi. Bài này nói chung là anh chỉ được 5 điểm thôi. Vậy là trải qua 2 vòng thi, em Bắp là người chiến thắng. Và đây là phần quà mà Hà Sam đã tặng cho em Bắp các bạn ạ. À. Không biết có gì bên trong mà anh thấy nhẹ lắm em Bắp ơi. Đây này, phần quà của em đây. Ngồi quá các bạn ơi, không biết có gì bên trong nào. Lì xì cun rất là nhiều luôn. Chướng nha em Bắp nha. Ui, em bắp luôn này các bạn ơi. Để xem bên trong có bao nhiêu tiền đây. Lì xì sữa cun này của chương trình cùng cun săn quà Tết kết yêu thương đây. Wow, 10.000 một tờ. Tiếp theo này, đây cũng là 10.000 tiếp theo này các bạn ơi. Ui, hy vọng đây là một tờ khác nào. Bao nhiêu đây? Chặt quá. Wow, 50.000 luôn nhỉ. Wow, vẫn còn rất nhiều lì xì trước cu này các bạn ơi. Nhưng mà thôi em Bắp ơi, cất về nhà bốc tiếp. Cất đi. Ui, bảo về cái là về luôn kìa các bạn. Bye bye.
Các bạn ơi, Chuỗi Cun đang có cuộc thi sáng tạo thiệp Tết tại website cungcun.com/sanquatet.com/kết yêu thương.idp.vn. Các bạn hãy nhanh tay tham gia để có cơ hội hiện thực hóa lời chúc và nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn từ Chuỗi Cun nha các bạn nha. Ơ anh Bắp, anh tưởng em về rồi em quay lại làm gì? Em lấy sữa đã. Rồi cho em luôn. Anh một thùng, em một thùng, để chúng mình về thôi.